Chào các bạn. Thì hôm nay thì bây giờ mình xem lại cái thị trường chứng khoán coi nó tăng giảm sao hả các bạn. Hôm nay là kết phiên giao dịch buổi sáng ngày 24 tháng 6 năm 2022. Thì về chỉ số VN Index thì là 1.193,34 điểm. Buổi sáng là tăng 4,46%. Tổng khối lượng giao dịch của các sàn là 6.551 tỷ ha. Ít quá ha các bạn, khối lượng giao dịch thì nó ít, giao dịch ít. Các cái sàn như Hà Nội thì đang giảm điểm, VN30 thì tăng được 2,7 điểm, Upcom thì tăng 0,52 điểm ha. Về vận động của các cái nhóm ngành thì xem chung là 10 nhóm ngành thì hiện có các cái nhóm ngành như dịch vụ và hạ tầng là giảm 0,46 điểm ha. Về tài chính thì 0,26% tăng. Vật liệu cơ bản tăng 1,38%. Dầu khí tiếp tục tăng hơn 2,06%. Phiên sáng thì dầu khí tăng nhiều nhất. Sản xuất dầu khí này. Các cổ phiếu như là dẫn Lọc Hóa Dầu Bình Sơn tăng giá 28,3 ha. OI cũng tăng. BLX cũng tăng ha các bạn. Sản xuất dầu khí. Nhóm công nghệ tăng cũng 1,87% ha. Trong đó phần mềm và dịch vụ điện toán thì tăng 2,06%. Cổ phiếu như là FPT tiếp tục tăng 1,08 điểm ha. Sara thì tăng 0,1 điểm. Trong 10 nhóm ngành này thì tài chính thì đóng cái vốn hóa lớn nhất ha. Chứng khoán thì tăng 1,56% điểm. Bất động sản thì giảm 0,02%, ngân hàng thì giảm tăng 0,30%, bảo hiểm tăng 2,27%. Bất động sản thì buổi sáng biến động giảm, còn các cái nhóm khác thì nó tương đối tăng tốt. Về thị trường thì tác động đến chỉ số của index thì BID thì tác động tăng 1,52 điểm ha. Vinamilk, GVR, FPT, PVH, DGC. Chiều giảm điểm thì có Gap ha, Vit, Vietcombank, Masan, Novoland, Thế Giới Di Động. Về dòng tiền thì phân bổ thì chiều tăng là 3.500 ha, giảm có 1.000 ha, không đổi là 200 tỷ ha, 200. Tổng số mã tăng thì 260 mã, giảm thì 163 mã, không đổi là 67 mã. Nước ngoài thì buổi sáng thì bán ròng ha, 101 tỷ ha. Bán ròng 101 tỷ, còn nước ngoài mua như là STB, VGC, CTG ha, Đạm Phú Mỹ ha, KBC, VCI ha, Đạm Cà Mau ha, Vinamilk. Nó bán HPG ha. Vinhome. Về tự doanh thì trong 10 phiên giao dịch gần đây thì ngày hôm qua ha, ngày chỉ số ngày 23 tháng 6 nè, tự doanh bán ròng là 316 tỷ ha, chỉ có mua gas ha. Tự doanh thì bán ròng phiên hôm qua. Về index thì
Chỉ số index thì hôm nay là 1.193,34 điểm ha. Các mã bất động sản thì DG nha. DG hôm nay thì có dấu hiệu cũng tăng trần nữa các bạn. Một phiên tăng trần, hai phiên tăng trần, hôm nay nó là ba phiên tăng trần ha. DG. DG thì có cái thông tin là thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần. Rồi cái thông báo này kìa. DG phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ha. Vốn điều lệ nó là 4.998 tỷ ha. Nghề kinh doanh. Phương án phát hành cổ phiếu nè. Tổng số cổ phiếu đã phát hành là 499 triệu cổ rồi ha. 499 triệu cổ. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là cũng là 499 triệu cổ luôn. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 109 triệu cổ ha. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.099 tỷ ha. Tỷ lệ thực hiện quyền là 122 ha, 22% ha. Trong đó tỷ lệ thực hiện quyền phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu là 117 là 17%. Tỷ lệ thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 105 ha, 5% ha. Nguồn vốn phát hành thì phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 thì từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến là 849.000 tỷ ha. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu kiến là 75 tỷ. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 22 tháng 7 năm 2022 ha. 22 tháng 7 ha. Quyền phát hành cổ phiếu. Người nhà chủ tịch ồ ạt mua vào cổ phiếu với số lượng lớn ha. DG đầu tư lâu dài ngon các bạn. Về CKG. CKG thì nó tăng một phiên trăng tuần, hai phiên trăng tuần trần. Hôm nay nó chặn lại các bạn. Phiên thứ ba chặn lại. Nhóm ngân hàng bảo hiểm. Nhóm ngân hàng bảo hiểm thì gần đây nó cứ lên sình hoài ha. Giảm quá chừng giảm rồi.
Nhóm chứng khoán thì hôm nay tăng, nhưng mà gần đây nó giảm cũng rất là sâu rồi, và nó tăng được vài phiên rồi các bạn. Nhóm bất động sản thì hôm nay thì mình chỉ cập nhật sơ qua cái thị trường chứng khoán thôi. Mình cũng lâu lâu vào mình xem cái lại cái thị trường các bạn, để coi nó tăng giảm sao, chứ mình cũng không có mua bán thường xuyên về chứng khoán ha các bạn. Mình chỉ cập nhật cái thị trường thôi, theo dõi thị trường thôi. Rồi hôm nay thì mình cũng chia sẻ với các bạn để xem vui thôi ha. Mình luôn chúc các bạn thành công trong mọi công việc ha. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã xem.